Trà sữa thì ngon, ngọt, còn trà trái cây thì lại thanh, mát. Vậy các bạn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến trà trân châu chưa? Well, đó là tại sao mà hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tựa game Sabotage, một tựa game rất thú vị về chủ đề trà sữa. Trong tựa game này thì các bạn sẽ là chủ của một quán trà sữa và nhiệm vụ của các bạn là tạo ra 5 loại đồ uống trà trân châu khác nhau để phục vụ khách hàng. Đây là một trò chơi dành cho 2-5 người chơi với thời lượng chơi từ 10-30 phút. Nào, hãy cùng mình khám phá trò chơi Sabotage. Quá trình chuẩn bị của trò chơi này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần một cái chồng bài rút ở giữa và mỗi người chơi sẽ có 5 lá bài trên tay. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một cái khu vực, mỗi người chơi cũng sẽ có một khu vực để đặt 7 món đồ uống khác nhau mà các bạn sẽ làm trong quá trình chơi nữa. Và thế là các bạn đã sẵn sàng để chơi trò chơi Sabotage này. Để chiến thắng trò chơi thì người chơi phải hoàn thành một số lượng đồ uống nhất định. Nếu như các bạn chơi từ 2 đến 4 người chơi thì mục tiêu sẽ là 5 loại đồ uống. Còn nếu như các bạn chơi ở 5 người chơi thì ai mà là người đầu tiên hoàn thành 4 đồ uống sẽ là người chiến thắng. Ở mỗi lượt người chơi sẽ có 2 giai đoạn, đó là giai đoạn bóc bài và giai đoạn thực hiện hành động. Người chơi sẽ bóc 2 lá bài từ chồng bài bóc lên tay. Tuy nhiên, nếu như người chơi họ đã hoàn thành được 2 loại đồ uống rồi thì họ sẽ bóc tổng cộng là 3 lá lên tay thay vì là 2 lá. Sau khi đã rút ra những lá bài thì người chơi sẽ chuyển qua giai đoạn thực hiện hành động bằng cách là đánh tối đa 3 lá bài từ trên tay của họ xuống. Những lá bài này có thể là những lá bài nguyên liệu để giúp cho họ hoàn thành đồ uống cho khách hàng. Trong trường hợp này thì người chơi đánh một lá nguyên liệu là sữa, một lá nguyên liệu là khoai môn để hoàn thành món đồ uống là sữa khoai môn. Và nếu mà người chơi là người chơi đầu tiên hoàn thành được 5 cái món đồ uống thì họ sẽ là người chiến thắng. Ngoài những lá bài nguyên liệu thì người chơi cũng có thể đánh ra những lá bài hành động như trong trường hợp này là lá lactose intolerant. Thì mình sẽ giải thích về những cái luật của những lá bài hành động này sau. Và sau khi người chơi đã đánh được tối đa là 3 lá bài thì họ sẽ hết lượt và chuyển qua lượt qua người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Có hai lưu ý nhỏ đây, đó là nguyên liệu một khi bạn đã đánh xuống bàn rồi thì bạn không được quyền dịch chuyển nó giữa những đồ uống với nhau. Và cái thứ hai đó là bạn không được có nhiều hơn 7 lá bài sau khi kết thúc lượt. Bước tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các công thức đồ uống mà có thể làm được trong trò chơi Sabotage này. Thì trước tiên là mình đã giới thiệu cho các bạn về công thức về sữa và khoai môn. Chúng ta có món đồ uống là sữa khoai môn. Tiếp theo là chúng ta có hai món đồ uống khác, đó là đồ uống trái cây và đồ uống sữa. Cả hai là đồ uống này đều có một điểm chung, đó là các bạn đều phải cần trà này, hương vị và kết thúc bằng một cái topping. Thì nếu mà trà thì các bạn có thể dùng trà xanh hoặc trà đen gì cũng được, một trong hai. Với hương vị thì cho những cái món đồ uống sữa thì hương vị nó phải là sữa dĩ nhiên rồi. Còn đối với loại trà trái cây thì hương vị của nó phải là một trong ba loại, đó là chanh dây, passion fruit, honey lemon là mật ong chanh và cái cuối cùng là đào. Các bạn lưu ý nhé, các bạn chỉ cần một trong ba cái hương vị này thôi. Và đối với các loại topping thì đối với những loại trà trái cây, topping nó sẽ là boba này, là hạt trân châu, alo là những cái nha đam và lychee jelly là những cái jelly vải. Còn đối với trà sữa thì topping của các bạn là boba trân châu, bánh pudding và cái cuối cùng là red bean đậu đỏ. Các bạn không nhất thiết phải đi theo thứ tự đó là trà, hương vị và topping. Các bạn có thể đi theo thứ tự nào cũng được, miễn là trong cái đồ uống của các bạn có đủ 3 lá bài, một lá bài trà, một lá bài hương vị và một lá bài topping. Mình sẽ tạm mượn bài của người chơi bên phải để giải thích cho các bạn về cách làm các món đồ uống khác nhau. Trong trường hợp này là mình muốn làm món trà sữa. Công thức của chúng ta sẽ là một trong hai loại trà. Sữa là sẽ là hương vị chính và một trong ba loại topping đó là bánh pudding, trân châu và hạt đậu đỏ. Và như thế là chúng ta sẽ hoàn thành được đồ uống là trà sữa. Một đặc điểm khá thú vị đó là ở trên một số thẻ bài hương vị nó sẽ có các bạn những cái bonus, chẳng hạn như khi các bạn đánh lá bài pudding này xuống này thì các bạn sẽ được kích hoạt cái năng lực của lá bài này, đó là bóc một lá bài khác bỏ lên tay. Năng lực trên những thẻ bài nguyên liệu này sẽ được kích hoạt ở một trong hai điều kiện. Điều kiện một đó là khi họ đánh những lá bài nguyên liệu này xuống bàn chơi, hoặc là ở điều kiện 2, đó là những cái thẻ bài nguyên liệu này bị chuyển từ cái đồ uống này sang đồ uống khác bằng một cái năng lực đặc biệt nào đó. Bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn về năng lực của một số thẻ hành động. Thì để giúp các bạn hiểu rõ hơn thì mình setup cho hai người chơi. Người chơi ở bên này là họ đã có sẵn được ba cái bộ đồ uống khác nhau, còn người chơi ở bên tay phải họ chỉ có một cái loại đồ uống thôi. Và bây giờ thì là những cái lá năng lực này. Đồng người chơi bên tay phải họ đánh ra lá năng lực là Tea Party, là tiệc trà. Lá này sẽ giúp cho người chơi đánh ra nó cướp được tối đa là 2 lá bài trà từ những người chơi khác và đem vào cái bộ bàn của họ. Họ có thể cướp được từ một người hoặc là nhiều người, miễn sao họ cướp được tối đa là 2 lá bài. Thì trong trường hợp này, họ sẽ cướp một lá là trà đen, một lá là trà xanh. Bằng cách này, người chơi có thể hoàn thành những loại đồ uống trong cái lượt của họ. Còn những loại đồ uống mà bị mất cái nguyên liệu trà này, nó sẽ được tính là không hoàn thành. Lá bài hành động tiếp theo là lá bài đánh giá 5 sao 5 star review. Khi mà người chơi đánh lá bài này xuống thì họ sẽ được quyền bóc thêm 2 lá bài từ chồng bài rút lên tay. Các bạn đừng quên là ở cuối lượt các bạn chỉ được có tối đa là 7 lá bài thôi nhé.
Lá bài hành động tiếp theo là lá bài Sugar and Dice. Thì đối với lá bài này, người chơi sẽ được quyền cướp một nguyên liệu bất kỳ từ người chơi khác và đặt nó vào trong cái bộ sưu tập của họ, bộ sưu tập đồ uống của họ. Thì khi mà họ cướp những nguyên liệu này, họ sẽ được quyền kích hoạt năng lực của những nguyên liệu đó luôn. Thì trong trường hợp này, người chơi bên tay phải họ quyết định cướp một cái lá pudding này đi, cái bánh pudding này này. Họ sẽ đặt nó vào trong bàn chơi của họ, hoặc là một trong những cái loại đồ uống còn đang dang dở, hoặc là một tạo thành một cái đồ uống mới luôn. Và khi họ đặt xuống bàn chơi thì họ sẽ kích hoạt năng lực của nó ngay lập tức, đó là bóp một lá bài từ chồng bài rút lên tay. Lá bài hành động tiếp theo là lá bài POS Down, đây còn gọi là hệ thống bán hàng sập nguồn. Thì trong lá bài này, khi người chơi đánh xuống, họ sẽ được quyền chọn bất kỳ một người chơi nào khác trên bàn, không nhất thiết là người chơi tiếp theo đâu. Họ được quyền bất kỳ người chơi nào khác, và họ sẽ đặt cái lá bài POS Down này trước mặt người chơi đó. Thì khi mà tới lượt của người chơi có lá bài POS Down này trước mặt, họ sẽ bỏ lá bài này vào chồng bài bỏ, cũng như là họ sẽ mất toàn bộ lượt chơi này. Người chơi tiếp theo của họ sẽ là người tiếp tục trò chơi. Lá bài hành động tiếp theo là lá bài Lactose Intolerant. Lá bài này là lá bài mà người chơi khi đánh xuống, họ sẽ chọn một người chơi khác. Người chơi bị chọn sẽ bỏ đi một lá bài nguyên liệu sữa từ một trong các loại đồ uống của họ. Lá bài hành động tiếp theo là lá bài Untrained Employee. Lá bài này, người chơi sẽ chọn một người chơi khác. Và người chơi này, người chơi bị chọn, sẽ phải bỏ đi một loại đồ uống mà họ chưa hoàn thành. Bỏ luôn đấy, là bỏ hết tất cả những lá bài nguyên liệu. Lá bài hành động tiếp theo là Health Inspector. Thì khi mà người chơi họ đánh lá bài này xuống, họ sẽ chọn một người chơi khác. Sau đó họ sẽ chọn một loại topping hoặc là một loại hương vị. Và người chơi bị chọn này, họ sẽ phải bỏ hết toàn bộ những cái lá topping hoặc lá hương vị tương ứng đó. Thì khi các bạn nhìn cái lá, những lá bài này, các bạn sẽ thấy nó ghi là ingredient, là flavor, là hương vị hoặc là topping. Thì các bạn sẽ phải bỏ toàn bộ những cái lá mà người chơi đánh lá bài này xuống họ đã nói. Trong trường hợp này, người chơi chọn những lá bài sữa. Vậy nên, người chơi này sẽ phải bỏ hết toàn bộ những cái lá nguyên liệu sữa ra khỏi các loại đồ uống của họ. Lá bài hành động tiếp theo là lá bài Bulbasaurus. Thì khi mà người chơi họ đánh lá bài này, họ sẽ đặt nó vào một trong những cái món đồ uống của họ hoàn thành hoặc là còn đang dang dở. Thì khi mà có một cái loại hành động nào đó nó nhắm tới một trong những cái nguyên liệu ở trong cái loại đồ uống này, thì cái thẻ bài này nó sẽ bảo vệ cho cái loại đồ uống đó. Giả sử như nếu người chơi bị tấn công bởi những lá như Lactose Intolerant hay những lá như Health Inspector, thì lá Bulbasaurus sẽ hủy bỏ mọi cái hiệu ứng gây lên cho cái đồ uống mà nó đang bảo vệ. Người chơi cũng sẽ bỏ luôn cái lá Bulbasaurus vì lá này chỉ được dùng một lần. Lá bài tiếp theo là lá bài Straw. Người chơi sẽ đặt nó vào một trong những cái món đồ uống mà đã hoàn thành rồi. Thì lá bài Straw này nó sẽ bảo vệ cho cái loại đồ uống đó từ giờ cho tới cuối game bởi những tác động tiêu cực. Lưu ý là lá Straw này nó sẽ không bị phá hủy, nó cũng sẽ không bị đổi đi cũng như bị trộm mất. Lá bài tiếp theo là lá bài có thể hủy bỏ những hiệu ứng tiêu cực tác động lên người chơi. Ví dụ như có ai đó đánh lá Untrained Employee để hủy một cái đồ uống còn đang dang dở, thì người chơi có thể đánh lá Customer Loyalty, là lá này nó sẽ hủy bỏ những cái hiệu ứng tiêu cực, nó sẽ hủy luôn cái hiệu ứng của lá Untrained Employee này. Các bạn có thể sử dụng một lá Customer Loyalty khác để hủy cái hiệu ứng của lá Customer Loyalty trước vừa được đánh ra. Thành ra khi hai lá Customer Loyalty đánh ra như thế này, thì lá Untrained Employee nó vẫn được kích hoạt cái năng lực của nó. Lá bài hành động tiếp theo là lá Bogo, hay còn gọi là Buy One Get One, mua một tặng một. Với lá bài này thì người chơi sẽ rút một lá ngẫu nhiên từ người chơi khác và đặt nó lên tay của mình. Và nếu như mà họ thành công, họ sẽ rút thêm một lá bài từ chồng bài. Thành công ở đây có nghĩa là cái năng lực này nó không bị hủy bởi lá Customer Loyalty. Lá bài hành động cuối cùng là lá Sabotage. Đây là một trong những lá rất mạnh. Khi mà người chơi đánh ra, họ sẽ tiêu diệt tổng cộng là 5 lá bài nguyên liệu khác nhau ở trên bàn chơi. Họ có thể chọn từ một hay nhiều người chơi khác nhau. Người chơi sẽ chọn 5 lá nguyên liệu bị phá hủy này ngay tại thời điểm mà họ đánh ra lá bài Sabotage. Sau đó thì những người chơi mà có nguyên liệu bị phá hủy, họ sẽ có cơ hội để phản công nếu muốn. Ví dụ như trong trường hợp này, người chơi thứ 3 họ đánh lá Sabotage để tiêu diệt 5 cái lá nguyên liệu này từ hai người chơi ở giữa và người chơi bên phải, thì người chơi ở giữa quyết định sử dụng lá là Customer Loyalty, là khách hàng trung thành, để ngăn chặn cái hiệu ứng của lá Sabotage, thì họ sẽ được an toàn. Tuy nhiên người chơi bên phải không có dùng gì cả, thì họ sẽ bị mất một lá nguyên liệu mà người chơi thứ 3 đã chọn. Và đó cũng là thẻ bài hành động cuối cùng trong trò chơi Sabotage. Mình hy vọng với video này, mình đã giúp các bạn học được một trò chơi với đồ họa và chủ đề rất là dễ thương này nhé. Đừng quên ủng hộ channel bằng việc ấn nút thích video cũng như đăng ký kênh để được theo dõi các nội dung liên quan đến board game một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng, đến từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.